Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể uh, cập nhật số liệu trong phần mềm uh, phiên bản dành cho công ty kinh doanh thương mại và kinh doanh dịch vụ. Chúng ta vào phần mềm đăng nhập bằng tên ABC. Đầu tiên chúng ta việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải xây dựng các cái danh mục. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải xây dựng các cái danh mục như là danh mục tài khoản, danh mục hàng hóa vật tư, danh mục khách hàng cấp. Đầu tiên các bạn có thể thấy là chúng tôi đã tách ra ở đây cả hai cái hai cái tài khoản dành cho hai ngân hàng thì các bạn có thể thấy là tất cả các cái danh mục trong này được sử dụng phím phím nóng là F3 để sửa và F4 để thêm mới. À, F8 để xóa. À, trong các cái trường hợp đặc biệt thì các bạn sử dụng phím F6 để đổi nhưng mà cái phím F6 là các bạn lưu ý là cực kỳ hạn chế trong các cái trường hợp mà các bạn cần sử dụng những cái phim F6 thì các bạn à, nên à, gọi điện để hỏi nhà cung cấp trước là cái việc sử dụng phím F6 là nên như thế nào thì các bạn sẽ được nhà cung cấp tư vấn cho các bạn thì đối với danh mục tài khoản thì chúng tôi đã à, cập nhật theo cái quyết định 18 của bộ tài chính ở đây chúng ta sẽ phải vào các cái danh mục thì cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ phải xây dựng các cái danh mục. Các bạn sẽ chuẩn bị các cái sổ kế toán công nợ chi tiết của từng đối tượng các bạn vào cái danh mục khách hàng người bán. Đồng thời trong cái danh mục này các bạn cũng vào luôn cái tên của cán bộ công nhân viên trong đơn vị các bạn. Ví dụ chúng ta sẽ ấn F4 để thêm mới một đơn vị, một đối tượng. Ví dụ ở đây tôi và cho các bạn một đối tượng là công ty cổ phần Totoshop địa chỉ số 7 B ngõ 10 các bạn lưu ý là khi các bạn vào danh mục khách hàng ấy thì các bạn cố gắng vào được càng nhiều càng càng nhiều thông tin càng tốt ví dụ số điện thoại này số email này, địa chỉ email này rồi là số fax rồi là tài khoản ngân hàng tên ngân hàng tỉnh thành rồi là thậm chí có thể ghi chú vào đây ai là giám đốc công ty hoặc là ai là kế toán trưởng chẳng hạn ở cái ô tài khoản ngầm định các bạn không cần phải đánh vào vì tư thường khi chúng ta sử dụng cái tài khoản ngầm định thì khi, khi chúng ta chọn cái đối tượng này thì nó sẽ tự động đưa cái tài khoản ngầm định ra Điều này lắm lúc cũng làm cho các bạn là uh, nó hạch toán tự động nên nhiều khi các bạn có thể thấy là các bạn sẽ rất uh, bất tiện trong các cái trường hợp như tự động nó đổi lại cái tài khoản các bạn đã hạch toán uh, nhận chúng ta chọn nhận. Đấy là một cái đối tượng chúng ta lần lượt đẹp 4 để thêm mới các đối, đối tượng khác. Ở đây chúng tôi nói đến cái danh mục kho hàng. Cái danh mục kho hàng thì các bạn biết là chúng ta sẽ không sử dụng các cái danh mục kho này, chúng ta có thể xóa đi các bạn có thể là mở một cái đối tượng kho là cái kho công ty chẳng hạn như là ở đấy chúng ta còn mở thêm một cái kho nữa là kho ví dụ như ở đây chúng ta mở km là kho khuyến mãi thì cái trường hợp mà sử dụng cái kho khuyến mãi này thì các bạn lưu ý là khi cái nhà cung cấp tung ra thị trường và chuyển đến cho mình những cái hàng hóa để mình bán thì đồng thời họ gửi luôn cho mình một số các cái hàng khuyến mãi thì các bạn lưu ý là cái hàng khuyến mãi thì các bạn nhập vào cái kho khuyến mãi và ở trong cái phiếu nhập mua hàng thì các bạn lưu ý là cái kho cái hàng khuyến mãi thì nó không có giá và khi các bạn xuất ra cho khách hàng thì các bạn cũng xuất không có giá và cũng xuất ra từ kho khuyến mãi khuyến mãi thì các bạn thấy là Tiếp theo chúng ta sẽ vào danh mục hàng hóa vật tư. Ở đây thì chúng ta xóa đi những cái ấn F8 xóa đi những cái không cần dùng đến. chúng ta bắt đầu vào mới các cái loại hàng hóa mà mình ừ, sử dụng. Ở đây ví dụ như chúng ta xóa tiếp Chúng ta có thể vào tiếp một cái mới là ví dụ số 4 chẳng cái hàng 4. đơn vị tính có thể là kg. Ở đây các bạn lưu ý là cái cách khai báo, cách tính giá tồn kho là các bạn sử dụng số 1 thì đối với cái loại tài khoản kho thì các bạn lưu ý là đã là công ty kinh doanh thương mại thì cái tài khoản kho này sẽ là 156 và các bạn lưu ý là ở cái tài khoản doanh thu các bạn nhìn thấy là cái doanh thu kinh doanh nhà hàng hóa là nó nằm ở đây sở dĩ có các cái tài khoản này là trong các cái trường hợp sau này ví dụ các công công ty các bạn có thể là uh, kinh doanh dịch vụ hoặc là kinh doanh thêm các cái sản xuất thành phẩm hoặc là uh, công trình thì các bạn có thể ứng dụng ngay những cái tài khoản này các bạn. Đầu tiên các bạn sử dụng luôn cái tài khoản 514 bốn uh, đấy và các bạn lưu ý là cái tài khoản giá vốn sẽ là tài khoản 632. Cái tài khoản trên lệch giá vật tư này tôi nói là các bạn tại sao các bạn lại phải khai báo cái tài khoản này? cái tài khoản trên lệch giá vật tư là những cái tài khoản ví dụ như trong một tháng như thế chúng ta nhập rất nhiều các loại hàng hóa và thậm chí là một cái loại hàng hóa chúng ta nhập rất nhiều lần. Nhưng mà trong mỗi lần nhập thì giá nó khác nhau. Nhưng mà đến lúc bán ra thì cuối tháng mình đã bán hết và cái việc tính giá bình quân gia quyền của nó ấy, thì có khi nó vẫn lẻ một vài đồng trong khi số lượng nó vẫn hết. Vì khi tổng các cái tiền nhập lại và cái số lượng ấy, thì nó khi mang chia cho cái số lượng thì các bạn thấy là có thể nó quà lẻ quá nhiều số tập phân nhưng mà khi nhân ngược lại cái giá đấy cho cái số lượng bán ra thì nó lại vì nhiều quá số tập phân cho nên là nó lại không nhân lại nhân ngược lại nó lại không đủ thế nên là lắm lúc cũng có những cái trường hợp là là số lượng cuối kỳ nó bằng không và uh, giá trị nó vẫn còn thế thì cái tài khoản trên là giá vật tư này là các bạn khai báo vào để sau này trong các cái trường hợp như số lượng bằng không mà tiền nó vẫn khác không thì chương trình sẽ tự động xử lý luôn là cái cái khoản đấy sẽ được định khoản vào cái tài khoản 632 là cái tài khoản trả vốn chúng ta chọn nhận sau khi chúng ta khai báo xong các cái loại hàng hóa vật tư thì các bạn thấy là cái phần danh mục là các bạn đã cập nhật xong thế thì ở đây bây giờ tôi cũng muốn nói cho các bạn là à, cái phần cập nhật số dư cái số dư của tài khoản Uh, của của kế toán thì nó có Công ty kinh doanh thương mại thì nó có uh, 3 loại số dư uh, Cái số dư thứ nhất là cái số dư của các cái tài khoản công nợ Như là tài khoản 131 là uh, của khách hàng Và 331 là của nhà cung cấp Và cái số dư tiếp theo là cái số dư của tài khoản thường Các bạn lưu ý là cái số dư của tài khoản thường Tại sao gọi là tài khoản thường tài khoản thường đây là cái cách phân biệt ra để nó không phải là tài khoản công nợ ở trong cái phần mềm này chúng tôi được đặt sẵn là cái tài khoản 131 331 và tài khoản 311 là tài khoản vay 311 là tài khoản vay là những tài khoản công nợ và tài khoản 141 cũng là tài khoản công nợ thì các bạn lưu ý là ở những cái tài khoản thường thì các cái tài khoản còn lại thì là tài khoản gọi là tài khoản thường có nghĩa là nó không cần theo theo dõi chi tiết cho từng đối tượng thì gọi là tài khoản thường thế thì ở đây một cái phần nữa các bạn vào là phải vào tồn kho đầu kỳ các bạn lưu ý là đầu tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn vào cái chi tiết công nợ ở đây chúng ta vào chi tiết công nợ, chúng ta enter vào dòng này, chúng ta đánh vào tài khoản 131. Ở đây chúng ta ấn F4 để thêm mới. Tức là cái việc đầu tiên các bạn phải chọn là chọn vào cái tài khoản nào. Các bạn chọn tài khoản 131 chẳng hạn. Thế thì cái đối tượng khách hàng ở đây thì là chính là cái đối tượng công nợ. Cái đối tượng công nợ ví dụ tôi đây là tôi 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 lấy cái đối tượng công nợ này. Nhưng trong trường hợp mà các bạn nhiều danh mục cái danh mục đối tượng ông nợ nhiều quá các bạn có thể sử dụng phím F5 ở trên bàn phím các bạn đánh vào bất kỳ một cái chữ nào ở trong cái dãy tên của cả cái đối tượng khách hàng chương trình sẽ tự động tìm ra cái đối tượng đấy cho các bạn các bạn có nhìn thấy nhìn có có thể nhìn thấy là sau khi tôi ấn F5 xong tôi đánh chữ total thì các bạn thấy là enter một cái chương trình sẽ lọc ngay ra là có cái đối tượng này thì các bạn Enter lần nữa thì chương trình sẽ quay lại cái danh mục khách hàng và nó lập tức di chuyển đến cái đối tượng mà chúng ta tìm. Chúng ta chỉ cần Enter để chọn. Lưu ý các bạn là các bạn sẽ phải đến tất cả các cái ô mã, kể cả tài khoản, mã khách. Các bạn sẽ Enter, nó sẽ vào trong danh mục cho các bạn chọn. Ở đây ví dụ tôi đối tượng này để dư nợ 30 triệu. Cũng như thế các bạn ấn Escape và thoát ra hoặc các bạn ấn vào dấu nhân chéo trên góc phải màn hình các bạn vào lại các bạn có thể vào tài khoản 331 cũng như thế cũng ăn đẹp 4 và thêm mới thế thì ở đây chúng ta sẽ vào tiếp cái tài khoản thường cách thức vào thế nào thì khi các bạn vào bên công nợ ấy thì có một cái đặc trưng là uh, khi các bạn vào số liệu bên đấy thì cái số liệu của tài khoản công nợ nó tự động sẽ chuyển sang cái 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 tài khoản thường. Cái, cái 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 nơi mà chúng ta vào số liệu ở tài khoản thường. Nhưng mà ở đây cái tài khoản 331 131 này và tài khoản công nợ khác thì các bạn lưu ý là chúng ta f 3 lên để đánh vào là không được. Bây giờ chúng ta ví dụ ở đây chúng ta vào những tài khoản tiền mặt chúng ta kích vào dòng tài khoản 11 tài khoản nào có số liệu thì các bạn vào thế thì ở tài khoản 11 chúng ta một chúng ta không thể đánh trực tiếp vào đây các bạn lưu ý là không đánh trực tiếp vào đây mà các bạn muốn đánh giá trị vào các bạn sẽ phải ấn F3 các bạn ở đây ví dụ đánh tiền mặt tồn đầu kỳ là 3 triệu thì các bạn thấy là chương trình sẽ tự động chuyển luôn cái số dư nợ đầu năm tài chính là 3 triệu thì có nghĩa rằng là ở đây các bạn hiểu rằng là cái ngày đầu để nhập số liệu vào trong phần mềm nhập số dư thì nó trùng với cái ngày đầu năm tài chính tức là ngày mùng 1 một thế nhưng mà trong trường hợp ở cái số dư nợ đầu kỳ các bạn có thể thấy là nhìn đây nhìn cái mở ngoặc đây nó ghi là tháng 1 có nghĩa là trùng ngày với nhau thì nó mới chuyển còn trong các cái trường hợp các bạn bắt đầu nhập từ quý 2 chẳng hạn quý 3 quý 4 chẳng hạn thì cái số dư đầu năm các bạn sẽ phải nhập cái việc nhập số dư đầu năm nó phục vụ cho các bạn lên cái bảng cân đối kế toán Cái bảng cân đối kế toán thì chính là cái bảng mà nó phân tích số đầu năm và số cuối kỳ Vậy sau đấy chúng ta chọn nhận Tiếp tục chúng ta vào cho các tài khoản khác Các bạn lưu ý là công nợ thì có thể chuyển từ tài khoản Cái phần nhập công nợ sang nhưng mà đối với các cái tài khoản kho ấy, Ví dụ như là 156 là hàng hóa thì các bạn có nhập bên phần tồn kho thì chương trình cũng sẽ không chuyển sang đây vì lý do đơn giản là có một số các cái đơn vị thì người ta không thậm chí người ta dùng phần mềm kế toán mà người ta còn không theo dõi kho ở trên trên phần mềm có một số các cái doanh nghiệp như thế hoặc là có một số các cái trường hợp là à, cái khi sử dụng hạch toán các cái đối tượng này thì, thì các bạn thấy là cái tài khoản kho đây người ta chỉ sử dụng theo dõi ở, ở trong trong phần tồn kho và một phần nữa người ta lại đưa vào cái phần chi phí, chi phí vận chuyển người ta lại không đưa vào phân bổ giá trị vào trong hàng kho, người ta hạch toán vào đây để đưa lên 632. Như vậy là các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải vào đây, ví dụ tôi các bạn là ví dụ ở đây 40 triệu tiền giá trị tồn kho đầu kỳ thế thì sau khi các bạn chọn tất cả các tài khoản ở đây các bạn vào hết rồi thì các bạn quay lại báo cáo tài chính vào bảng cân đối phát sinh tài khoản các bạn chọn từ ngày 1 tháng 1 thế các bạn chọn nhận thế các bạn sẽ nhìn thấy là đã có số dư nợ và số dư có đầu kỳ các bạn vào lúc nào mà các bạn nhìn thấy hai số liệu này bằng nhau thì số dư nợ số dư có bằng nhau thì lúc đấy các bạn vào chính xác Việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ vào cái tồn kho đầu kỳ Vào cái tồn kho đầu kỳ thì nó cũng giống như các bạn vào cái sổ uh, chi tiết công nợ của từng tài khoản Thế ở đây chúng ta ví dụ chúng ta đẹp 4 thêm mới chúng ta chọn mã kho Ví dụ chúng ta vào kho công ty Thế thì chúng ta sẽ phải chọn một loại vật tư nào đấy để vào cái tồn kho cho nó Chúng ta enter chương trình như vào cái phần danh mục vật tư Chúng ta chọn enter Ở đây các bạn đánh vào cái số lượng thì Các bạn lưu ý là chúng ta đánh vào ví dụ số lượng là 100 và cái giá trị này là không phải là đơn giá mà nó chính là tổng giá trị của cái hàng hóa này Ví dụ ở đây chúng ta vào 40 triệu bằng với bảng cân đối phát sinh Các bạn vào bên số dư bên tài khoản à, Ví dụ như thế chúng tôi chọn nhận Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có tồn kho độc kỳ à, Lần lượt như thế các bạn cứ ấn F4 thêm mới và chọn các cái mã hàng hóa vật tư khác nhau Để các bạn vào số tồn đầu và số dư đầu vậy là chúng ta đã cập nhật được xong cái tồn kho đầu kỳ. À, các bạn có thể thấy là các bạn vào cái chỗ uh, báo cáo kế toán chi tiết này, báo cáo nhập xuất tồn này, báo cáo tồn kho, chẳng hạn hoặc là tổng hợp nhập xuất tồn để các bạn kiểm tra lại là chúng ta đã vào số liệu đúng chưa. Chúng ta vẫn đánh ngày 1 tháng 1. Chúng ta có thể chọn mã kho hoặc không chọn. Chúng ta enter chọn nhận. Các bạn nhìn thấy đây cái cột tồn đầu, cột chữ đầu đã chuyển sang đây như vậy sau khi các bạn kiểm tra xong thì các bạn sẽ nếu mà có vấn đề gì sai sót thì các bạn có thể quay lại vào chỗ tồn kho đầu kỳ này để các bạn có thể sửa đổi lại cho chính xác như vậy chúng tôi hướng dẫn xong các bạn cái phần cập nhật danh mục và phần tồn kho đầu kỳ